ớt đâu, ớt ngọt vô, cà tím vô, thấy chưa, tàu hũ vô. Cái này là mình bỏ tới đâu mình ăn tới, đừng có bỏ hết một lượt tại vì nó sẽ mềm, nó không ngon đâu. Hello cả nhà, hôm nay em sẽ làm một món ăn nhanh gọn lẹ để mình đi làm về mình ăn ngon mà đủ chất dinh dưỡng bổ, đó là lẩu khổ qua cà ớt nhanh gọn lẹ. Cái món này mình có thể mình ăn với bún hoặc là mì, thì hôm nay em sẽ ăn với mì nha. Ok, mình sẽ bắt tay vô làm. Khổ qua cà ớt này thì em sẽ làm món là cá thác lát, cái thứ hai là tàu hũ, em có tàu hũ trắng, ớt jalapeño, tại em thích ăn cay mà giòn giòn á thì em mua ớt jalapeño. Như hôm bữa em đi chợ em mua cái đậu bắp á, thì nó không có được ngon, nó già rồi cái lớp thì nó bị thúi, nói chung không ngon em không mua. Cái này á, là có hai loại ớt, ớt ngọt và là ớt sừng của Việt Nam mình, là để cho nó đẹp á, mình chỉ để kho thịt cho đẹp thôi chứ không có cay hoặc làm nước mắm. Còn ớt này ớt ngọt, ở trong chợ Mỹ có bán một bịch á, ngọt ngay à. Đó, hai loại để đẹp. Rồi khổ qua em có một trái cà tím. Và đây lại sẽ có mì, cái này là mì trứng, mì khô để mình luộc chút hồi mình ăn chung với cái món nước lẩu. Nên gọn lẹ thì đây em có mua sẵn nước chicken broth, mình cứ đổ vô là mình ăn thôi, mình không cần phải hầm xương. Mà nếu mà ai hầm xương có thời gian cứ hầm xương, tại vì của em là đi làm về làm ăn nhanh gọn lẹ nên em xài nước chicken broth nha. Bây giờ em bắt đầu em chẻ ớt ra, mình lấy cái hộp mình bỏ chút, mình nhồi ớt, nhồi chả cá vô, móc nó ra, móc cái hộp ra bỏ. Cái hộp này nó, cái ớt jalapeño này cái hộp nó cay, cái thịt của nó không có cay, nó the the ăn ngon lắm mà nó giòn nữa. Đó, thấy chưa, móc sạch sẽ. Cái phần ớt nhỏ này á, thì cũng có một cách là mình cắt nó ra, mình dùng cái kéo á mình cắt xuống cho nó có một cái lỗ á như thế này, rồi mình nhét nó vô đó, thấy không. Đó, đẹp rồi chưa. Rồi mình chỉ cần nhét cả cá vô thôi, nhớ lấy hết hộp nha cả nhà. Giờ em sẽ cắt cà tím ra, tím cắt khúc vừa ăn, cắt cỡ dày dày cỡ con lóng tay mình đó, để hồi mình móc chút xíu cái lỗ mình nhét chả cá lên cho nó ngon. Bây giờ em sẽ bỏ nó vô thau nước muối nha, ngâm cho nó nước muối trước, nước muối nè, nước muối pha loãng rồi để nó đi cho nó đừng có bị đen. Khổ qua cũng vậy luôn, mình cắt khúc vừa ăn luôn, vừa vừa thôi, khoảng một lóng tay là được rồi. Cũng móc ruột ra bỏ luôn, em xào móng tay cho lẹ, nó tròn vòng 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 xuống đẩy cái nó ra. Cái này khổ qua mình rửa rồi nên mình không cần phải rửa nữa, rửa sạch sẽ đi bắt đầu mình mới làm. Thấy không, độ dày của nó chừng một lóng tay. Em sẽ cắt tới mo cục tàu hũ, tàu hũ cũng vậy luôn, cũng cắt miếng vừa ăn luôn. Để hồi mình nhét cái như chả cá vô. Sẽ dùng cũng khoét cái lỗ vô đó, chính giữa vậy đó, nhét chả cá vô. Nó dùng cái mũi dao của mình nè. Rồi xong, lạng nó qua. Đó, cho nó một cái lỗ này nè. Rồi mình nhét chả cá cho nó dễ. Rồi sẽ làm hết luôn tàu hũ. Mình mua tàu hũ chiên sẵn cũng được, tại vì em có mua tàu hũ trắng nên em xài tàu hũ trắng. Tàu hũ chiên sẵn miếng miếng á, mình cũng về mình cắt miếng vừa ăn mình cũng nhét vô. Cà tím này của em cũng ngâm muối xong rồi, bây giờ mình cũng cắt một cái lỗ luôn, dùng cái mũi dao nó, mình đừng có cắt đứt nha, mình chọt một cái lỗ thôi để chúng mình nhét chả cá vô cho nó dễ vậy. Nó khoét cái lỗ.
Em sẽ dồn chả cá vô. Đè xuống, mình dùng cái muỗng của mình á, ấn mạnh xuống cho nó dính vô đây nè. Chưa? Tê Xong. Để qua một bên. Dùng. Ớt cũng vậy luôn. Dùng vô. Cái ớt hay là bi nhồi này nè, mình dùng cũng chả cá ha, cái mình nhúng vào một lớp bột với bột nước á, bột mà để chiên giòn á, xong mình trộn vậy thôi đó, mà mình ăn mình chấm với tương chua ngọt á, trời ngon lắm nha. Đem nhúng qua lớp bột xong, cái ớt nhỏ cũng vậy luôn, khoét cái lỗ nè, nhét nó vô. Trời này là ăn cái món này là lạnh hay là khí hậu nóng gì ăn cũng ngon hết. À, cũng vậy luôn, nhét vô cho đầy. Thơm, cái mùi chả cá thơm ghê lắm, mà nó dai nữa. Đó, thấy không? Hôm qua. Tím đè xuống mình cái mũi với cái đít của cái muỗng á, đè mạnh xuống để cho nó dính vô, dính chặt vô trong cái miếng cà rồi đó, thấy không? Sẽ tới phần tàu hủ đó. Có cái lỗ sẵn cái tường không? Rồi cứ nhét chả cá vô thôi đó, nhét vô. Cái món này mà mình làm thịt á, thịt dồn tàu hũ á, chiên xong mình đem đi sốt cà cũng ngon lắm. Đó. Em nó vô cái tàu hũ này, tại em mua tàu hũ là cái loại tàu hũ non trong hộp á. Đó. Ok, rồi bây giờ em sẽ chiên hết cái đống này nha, chiên cho nó vàng, chiên. Mình dặn lửa lớn mình chiên cho nó vàng hai mặt luôn. Thật là bị nhồi bự kém. Cái này mình đừng sợ nó sống, tại một hồi phải bỏ nước lẩu mình ăn nữa. Mình dặn lửa thiệt là lớn, mình cứ chiên cho nó, chủ yếu là nó vàng hai cái mặt á, chứ không có đừng sợ nó sống, cứ chiên vàng thôi. Ở trong nó chín hay không thì không sao hết. Rồi đó, vàng hai mặt rồi nè, thấy chưa? Giờ mình gấp ra, đó hai mặt nó vàng vậy đó. Mình gấp nó ra. Bây giờ em chiên xong rồi mình sẽ bắt đầu chuẩn bị ăn, đổ cái nước chicken rot vô. Vừa bật bếp đổ lên luôn. Nhanh gọn lẹ tiện không? Ăn bằng nước xương thịt gà, xương gà hầm đàng hoàng chứ bộ. Cũng pha vô ít nước luôn. Ít thôi, chừng chén nước là được rồi. Có chuẩn bị sẵn củ hành trắng của mình á, sắc miếng miếng với hành lá vô cho nó thơm, mà nó vừa đẹp mà vừa thơm nữa. Đó. Rồi bây giờ cái nồi nước lẩu của mình sôi, em sẽ bỏ vô đây hành phi. Đó, thơm ngon. Thả từ em vô. Ủa qua. Thả qua vô. Ớt hay là bi nhồ vô. Đó. Ớt đô, ớt ngọt vô. Cà tím vô. Thấy chưa? Tàu hũ vô. Cái này là mình bỏ tới đâu mình ăn tới, đừng có bỏ hết một lượt, tại vì nó sẽ mềm, nó không ngon đâu. Đó, vậy là được rồi. Ở đây là mì.
bỏ mì khô vô luôn. Đó, chưa, ngon chưa? Và có nước chấm, em sẽ ăn tương ngọt á với sa tế, ăn hai thứ nước chấm này thôi. Mình muốn ăn nước mắm mặn với ớt cũng được, nhưng mà em thích ăn cái nước tương ngọt này. Xong, vậy là mình ăn thôi đó. Ngon chưa? Nhanh gọn lẹ mà ngon bổ chưa? Thời gian đợi nó chín mình uống thử cái nước súp. Nó ngọt nhẹ nhẹ thơm. Chê đe hủ qua. Chấm vô sốt. Vậy mà cả nhà nha. Đông quá. Ngon quá. Chả cá dai dễ sợ dai không? Đây là bé ớt. Ớt jalapeño. Bé tofu. Vô, ngon quá, ngon quá. Thêm miếng nước vô. Đó, ngon chưa? Ta-da, hết sảy, ngon xuất sắc luôn. Nhanh gọn lẹ, ngon xuất sắc luôn nha.